quý vị. Như lúc đó cũng Bình đã nói, với một hình ảnh rất dễ thương khi chúng ta thấy các cựu học sinh quay trở lại với trường Trung học cơ sở Nguyễn Du để giúp cho các bạn học sinh đang theo học tại đây có thêm được niềm vui cũng như những động lực để vươn lên trong học tập. Chúng ta đã thấy được tình cảm của các học trò thật tuyệt vời biết bao, và từ ngàn đời nay trong đời sống của chúng ta thì tình cảm giữa thầy trò luôn luôn là tình cảm vô cùng thiêng liêng. Dù các học trò có đi nơi đâu thì luôn luôn nhớ về những kỷ niệm dưới mái trường, nhớ về những người thầy, người cô đã dìu dắt chúng ta. Chính vì vậy trong ngày hôm nay thì bên cạnh việc mang lại những động lực cho các bạn học sinh đang theo học tại trường, thì các cựu sinh viên, cựu học sinh của trường Trung Nguyễn Du cũng muốn có những lời tri ân xin gửi tới tất cả những thầy cô giáo. Và sau đây Nguyễn Anh xin mời cha Phan Trịnh Long sẽ quay trở lại sân khấu và cùng với các cựu học sinh để gửi những lời tri ân đến quý thầy cô giáo của trường Nguyễn Du. Xin mời cha. Vâng, muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu đến thầy, công ơn của quý thầy cô như trời như bể. Cựu học sinh hơn 20 năm nay của chúng em quay trở về không biết lấy gì để đền đáp tấm lòng của quý thầy cô giáo. Và trong tất cả quý thầy cô, em xin được mời thầy Đức. Thầy Đức sẽ bước lên sân khấu để em xin đại diện cho tất cả các bạn học sinh của hơn 20 năm có một món quà tri ân đến thầy. Có thể nói thầy Đức là lão làng của trường Nguyễn Du này. Vâng, một tràng pháo tay để chào đón thầy Đức bước lên sân khấu. Thầy cũng đã lớn tuổi và cũng đã yếu rồi, nhưng mà cái lòng yêu mến thầy vẫn nhiệt tình là người đưa đò, ông lái đò đưa khách sang sông. Vâng, một lần nữa cựu học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Du của chúng em hôm nay về đây tri ân thầy và cảm ơn thầy rất nhiều đã dày công vun đắp cho tất cả chúng em có được ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn, và thay cho lời muốn nói là một món quà nhỏ và bông hoa tươi thắm để bày tỏ cái lòng của chúng em đối với thầy. Xin mời Nguyễn Ánh và Quốc Bình lên chụp hình chung với thầy cô giáo. Vâng, xin cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn thầy rất nhiều. Xin cảm ơn. Một lần nữa thì chúng ta lại thấy những hình ảnh vô cùng xúc động giữa những tình cảm của các học sinh tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Du. Và chúng tôi tin rằng những tình cảm này sẽ là những kỷ niệm, những dấu ấn khó quên đối với các bạn học sinh đang theo học tại đây. Lặng lẽ đi về sớm trưa, từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy, để em đến bên bờ ước mơ, rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa. Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi. Chiều trên phố bao người đón đưa. Dòng sông vắng bây giờ gió mưa. Còn ai nhớ ai quên con đò xưa.
làm sao em đếm hết công ơn người thầy. Lặng lẽ đi về sớm trưa, từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy, để em đến bên bờ ước mơ, rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Lặng lẽ đi về dưới mưa, dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi, chiều trên phố bao người đón đưa, dòng sông vắng bây giờ gió mưa, còn ai nhớ ai quên con đò xưa. Mời Nguyệt Ánh và các nghệ sĩ tham gia chương trình thì chúng tôi cũng đã rất là hào hứng để tham gia chương trình này, bởi vì Nguyệt Ánh biết rằng là đây là một chương trình có ý nghĩa, không chỉ giúp cho các em bé học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mà còn là một cái dịp để mà tất cả những học sinh cũ gặp lại các thầy cô giáo yêu quý của mình. Và Nguyệt Ánh biết anh Tài rất là lâu rồi nhưng không biết là anh hát hay như vậy. Đấy, giờ anh đã hát rồi thì bây giờ em nghĩ là anh cũng nên có một vài lời với tất cả quý vị ở đây ạ. Vâng, và lời đầu tiên thì cũng cho phép em xin gửi lời chào đến tất cả quý thầy cô, các vị đại biểu và tất cả các em học sinh có mặt ở ngày hôm nay. Thật sự rằng cái ngày hôm nay thì cũng là một dịp rất là bất ngờ, khi mà các bạn ở đây thì có gọi là cô giáo Lê Trần Ngọc Thảo và bạn Huy Việt Event. Thì khi mà các bạn họp ở đây thì thật sự rằng Tài không biết, nhưng mà rồi nhận điện thoại của cô Thảo nói là mình muốn làm một chương trình ở đây thế này thì bạn nghĩ sao. Thì lúc đó thì Tài chỉ nghĩ rằng làm cho các em thì mình hơn, mình cứ làm đi, mình mời được tất cả những người nào mà giúp mình thì mình cứ mời, còn mình làm cho các em, mình giúp được các em bao nhiêu thì mình cứ làm, cho nên cũng chả có cái gì quá suy tính hay nghĩ gì trước hả? Vâng, đâu có suy tính đâu anh Dụ, nguyên một dàn ca sĩ với lại MC xuống dưới đây này. Và mọi người ai cũng rất là hào hứng, vui vẻ. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn anh Tài rất là nhiều để cho tất cả mọi người đều có một buổi tối thật ý nghĩa. Cảm ơn anh.